Cô ta đã từng rất yêu Hoa Ngon, và bây giờ cô ta rất khinh bỉ và căm ghét tôi. Anh nghĩ là mình sẽ chiến thắng chứ? Tôi sẽ thắng với một điều kiện. Tôi phải giữ chặt được gã chăn cừu, hoặc là phải để cho anh ta điên cuồng chống lại tôi. Thứ bẩn thỉu như tôi chỉ sợ những thằng cao. Chó, mày ghen hay là mày đang căm giận con bé kia? Nhưng đó không phải là con người thật của em. Em nói gì anh không hiểu? Anh hiểu mà. Cả hai chúng ta đều đã cố gắng vì nhau, nhưng chúng ta đều biết phía trước của chúng ta là sự nhạt nhẽo và bẽ bàng. Em đã bao giờ được nghe anh nói yêu em chưa? Em mù quáng đến mức còn không dám mong chờ từ anh câu nói đó nữa. Anh đã từng nói chưa? Anh nói đi. Anh chưa nói. Ngày hôm qua hắn ta đã hỏi anh 2 lần là anh có yêu em hay không. Anh cũng không thể nói. Anh có biết ngay lúc này, đột nhiên em cảm thấy hắn ta đứng ngang bằng anh, thậm chí cao hơn anh. Hắn ta nhận ra con người thật của hắn. Hắn chấp nhận nó, sống với nó và ước ao hoàn thiện mình. Còn anh thì sao? Anh chẳng qua chỉ là một kẻ lười biếng về tâm hồn, và lúc nào cũng trốn chạy trong cái tháp ngà của 2 chữ tử tế. Em nói tiếp đi. Có thể những lời đó em nói trong lúc nóng giận, nhưng đó đều là những lời thật lòng của em. Hôm qua khi ở cái quán đấy, em cảm thấy mình đã thua cô ta. Em nhường cuộc chiến này cho anh và hắn. Em thật sự mệt mỏi rồi. Anh đừng có lại gần em. Anh xin lỗi.
anh sẽ yêu lại. Em đi, đừng ở lại gần em. Anh đưa em đi, đi đâu cũng đuổi em, xin anh đấy. Anh buồn tha cho em đi, buồn tha cho em đi. Em không cần sự thương hại của anh. Để em đau khổ một lần này nữa thôi, em xin anh đấy. Nè, ông đã làm gì để con bé phải đau khổ đến vậy? Tôi thấy cái chết trong mắt nó đó. Ông hãy giúp tôi ở bên cạnh cô ấy ngay lúc này. Tôi sai rồi, mãi chạy theo một cái bóng. Ở lại với anh.